Kính thưa quý vị, hiện tại tôi đang có mặt tại bệnh viện Dã chiến số 5 trên đường Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Trước kia đây là quận Kiều Plaza, một chung cư, nhưng hiện nay đã được chuyển đổi công năng để trở thành bệnh viện Dã chiến, để tiếp sức, để thêm chỗ để chữa bệnh cho những bệnh nhân bị Covid-19. Nói chung á là bệnh của phòng nặng, nguyên tắc bệnh của phòng nặng có thở oxy, mỗi có thở oxy máu. Mới đầu cứ định mỗi tầng cái. Yeah.